Hả? Cắt thuốc trong lợn á? Vâng. Cắt ở đâu? Cắt ở dưới ngòi. Cắt dưới ngòi á? Vâng. Cái mồm con bị làm sao kìa? Mồm con bị chó dại cắn. Cái gì? Chó dại cắn. Chó dại cắn á? Vâng. Xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang ở Thái Nguyên rồi các bác. Bây giờ Hoàng Hiền đang trên đường lên nhà chị gái này. Hôm qua thì Hoàng Hiền có việc sang bên Vĩnh Phúc. Đấy, hôm nay thì đã quay trở về. Từ hôm qua nay Hoàng Hiền gọi cho chị gái thì không được. Đấy. Hỏi xem một tình hình là mấy con lợn nhà chị nó bị ốm như thế nào. Không biết ở ngoài có vấn đề gì, đi đông hay là điện thoại làm sao gọi không được. Hoàng Hiền chạy ngay cho là tình hình là hai con lợn nhà chị như thế nào. Đấy. Hôm trước các bác theo dõi cái video này nè, mấy Hoàng Hiền lên thì phát hiện ra là lợn là người mẩn đỏ và có nhiều lốt, nó có cái chấm đen đen này. Đấy. Hoàng hôm đó thì đã bảo bà gái là gọi thợ thú y, bác sĩ thú y ở khu vực này nên kiểm tra xem làm sao và chữa cho nó khỏi. Không biết là chị đã gọi chưa và tình hình mấy con lợn như nào. Chạy đi kiểm tra gấp xem là nó như nào, để bà ấy cứ lơ nga lơ ngơ, bà ấy cứ gọi là nó gần lại tùa mất chết. Những cái dấu hiệu của con lợn đấy thì các bác theo dõi video thì có rất nhiều các bác là gọi cho Hoàng Hiền có chia sẻ là lợn nó bị thủy đậu. Đấy. Và có chia sẻ là ngừng tắm cho lợn. Thì ngay cái lúc Hoàng Hiền phát sóng video thì các bác gọi như thế thì Hoàng Hiền cũng gọi cho chị gái là ngừng tắm ngay cho lợn. Và gọi bác sĩ thú y lên xem tình hình như nào. Mấy ngày hôm nay nó mưa ác quá các bác ạ. Từ hôm qua đến hôm nay mưa nó là liên tục, mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Nước sông cầu hiện nay là đã khá là to rồi. Nếu mà cứ mưa này Hoàng Hiền nghĩ còn lụt đấy. Đò này, sông to tướng. Giờ nó mới tạnh tạnh tí. Chia sẻ các bác là từ lúc sáng này đến tầm độ 3 giờ chiều ngày hôm nay. Ồ, nó mưa. Mưa rào 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 như chút nước xuống. Rất nhiều nước. Từ bên Vĩnh Phúc ở đây. Bên Vĩnh Phúc cái khu vực chỗ đèo Nhè, chỗ Thô Lạ Lại đi sang chỗ Phổ Yên ấy. Quảng Hiền đi đấy nó mưa to dã man. Gần lên nhà bà gái này. Mưa quá, nhà Hoàng Hiền đang xây mà mưa này cũng phải dừng lại. Mong nó tạnh để nhà còn làm. Nhà chị Hiền đó, không biết là đất cát như thế nào. Đo đạc và bao giờ được làm. Chưa có thời gian ra nhà chị Hiền. Hoàng Hiền đến nhà. Bà gái đủ được cái đường này, tiện chưa? À, xin chào. Mẹ đâu con? Hả? Cắt thuốc trong lợn á? Vâng. Cắt ở đâu? Cắt ở dưới ngòi. Cắt dưới ngòi á? Vâng. Cái mồm con bị làm sao kìa? Mồm con bị chó dại cắn. Cái gì? Chó dại cắn. Chó dại cắn á? Vâng. Chó nhà ai? Chó nhà con. Con nhà con á? Vâng. Con nào cắn? Con màu vàng. Ui dồi ôi. Cắn bao giờ? Cắn trưa. Cắn trưa nay á? Vâng. Thế con làm gì mà nó cắn vào mồm này? Con chả làm gì, con đi ôm rơm cho bò này. Con bị nhảy lên nó cắn. Con ôm rơm cho bò à? Vâng. Sao con nhảy vào người nó à? Không, nó nhảy lên người con. Tự nhiên nhảy lên người con cắn? Vâng. Ui dồi ôi, cắn vào đâu chỗ nào? Đây.
cắn vào từ đây một cắn răng đây mới đây đúng không? Vâng. Ngoạn thẳng vào mồm. Vâng. Ôi. Răng con chó màu vàng sắc lắm. Thế con bé con to? Con to à. Thế con đã bảo mẹ con chưa? Rồi. Rồi. Ôi mày thế này. Cái này con đấy cho đi thôi thì thôi. Nuôi gì? Thế mẹ đưa con đi bác sĩ chưa? Rồi. Đưa đi rồi à? Vâng. Đưa đi bao giờ? Đi trưa nay. Trưa nay á? Vâng. Thế mẹ đi cắt đâu chưa? Mẹ con đi cắt lâu rồi. Cắt lâu rồi á? Vâng. Cắt ở đâu? Cắt ở dưới ngoài. Dưới ngoài á? Vâng. Ngoài chỗ nào? Ngoài nhà con, ngoài xong con mua. Hả? Ngoài... Chỗ mẹ mày đi bắt thầy trai đấy á? Ở dưới này ấy thì. Vâng. Rồi. Chứ con thử kể cho chú là con như đi như nào con chó nó cắn con. Lúc mẹ con bói con rồi xong rồi con đi qua con nó nhảy lên người qua con nó không. Không qua chả làm gì nó mặn. Đấy là con mẹ bói hết rơm rồi. Vâng. Thế con đi lấy rơm. Vâng. Thế rơm đi qua nó à? Vâng. Thì nó nhảy nó cầm luôn. Vâng. Nó cắn mẹ không? Cắn mỗi con thôi. Vâng. Ôi, này mày. Thế mày, mẹ đã rửa cái sạch đấy chưa? Rồi. Rửa xong phòng rồi. Mày ra xem điện dép. Con cho dép à? Con ra chú xem nào. Thế con chó đi đâu rồi? Này. Cắn vào mồm này, bà gái phải mua chó về giữ nhà. Không trêu nó gì hay là nhắm vào nó như nào? Hả? Không trêu đâu gì? Hả? Con nào? Con này á? Thế con bé bé đâu? Con bé bé bên kia. Nhốt bên bếp bên kia à? Thế con đi ở đâu mà vào đây nó cắn nhảy mồm cắn? Nhưng mà nó xích chân trong kia cơ mà. Thế mình ngồi đấy mình trêu nó gì? Thế như nào? Cả đầu đuôi à? Ừ. Bỏ hết rồi mà con ạ. Thôi là con đi ôm lo hồng nó nhảy lên nó cắn. Đi từ đâu? Đi từ đâu đến đâu? À. Đi ở đâu? Đâu đi thử nè. Đi qua đây. Nó ở đâu? Nó nằm ở đây á. À, lấy mẹ buộc ở đây đúng không? Xong mới chộp buộc vào trong kia. Vâng. Còn danh con này nó có ăn không? Nó... Chưa thấy chăn nó có ăn không? Vâng. Này chó cắn việc sợ lắm, phải cho tiêm dại thôi. Dại là chết đấy. Cái gì? Thịt con này à? Vâng. Rồi, đừng có thịt nó. Vâng. Để đây đã. Được chưa? Vâng. Để con theo dõi nó khỏe hay không. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. Nhưng mà bị cắn thì là phải tiêm rồi, chó mèo cắn là chắn phải tiêm rồi. Vâng. Mày mà không tiêm dại là mày lại hỏng hình nó. Sợ lắm bây giờ con danh con này. Vừa bắt được 2 hôm về. Giờ là chú xem con lợn mày thế nào. Đây. Nó đỏ ứng này. Lau người á? Thế bác sĩ không có lên chưa? Hả? Bác sĩ lên tiêm rồi à? Con này đỏ nhiều hơn này. Đừng chạm người nó con. Đừng có chạm, mày ra rửa tay đi. Nhanh nó khỏe lở bây giờ. Con này đỏ ứng hết người rồi. Đây, nó lốt như vậy. Cái lốt này. Con này cũng đỏ đầu nhất. Nên đầy đầu rồi. Con đỏ rất đẹp. Đấy. Ừ.
gái này. Rồi. Đây phải cho chấu không anh ạ? Đây phải cho chấu rồi nhá. Đâu mẹ con lấy đá cho con dẫn chú đi nào. Chú bảo hỏi mẹ xem là mẹ mày. Cho mày đi khám vào đâu. Khóa mà. Khóa vào. Đây chú vậy này, du thẳng lên. Du thẳng lên. Du lên đi. Ấn cái cớ vào xong rồi vặn cái khóa à. Đưa này. Đấy, ấn vào. Ấn mạnh ạ. Không vào à. Ấn vào, ấn mạnh à. Du mạnh không vặn nữa. Được rồi, con chỉ ấn mạnh mắt vào luôn mà. Ấn đi. Mạnh nào. Mạnh hết cỡ. Đây này. Con nhìn cái khóa này nhá. Con phải quay nó sang này. Quay nó ngang ngang này. Để nó không có cái gờ lên nữa, hiểu chưa? Tí con nó vào hết rồi con vặn ngang nó là được. Đó chưa? Đấy. Vặn ra. Vặn cái khóa. Vặn cái này này. Ngang ra đấy, hiểu chưa? Đấy con đây, ấn vào. Rồi, vặn kia vào được rồi. Bóp vào. Đừng chạm mấy khóa ở dưới. Chỉ du thẳng lên là được mà. Mạnh em. Không được du khóa. Ừ. Đi. Mới đi được mấy tiếng rồi? 1 giờ á? Bây giờ 2-3 tiếng rồi vẫn chưa phải á? Mẹ con bảo 2 chuyến này à? Đi với ai hay đi một mình? Đi bộ đi xe. Hả? Đi bộ. Đi bộ á? Mẹ bảo 2 chiếc ngọn này à? Sao bình thường mày oai lắm mà sao mày để con chó nó cắn vào mồm ấy hả? Hả? Bình thường mày oai lắm cơ mà. Mày gặp chó mày dọa mâm cơ mà. Hả? Sao để nó cắn vơ cái mồm lên đấy? Thế là con đang đi nó cứ nhảy thẳng lên nó cắn à? Hay là con nhắm vào chân nó? Con nhắm vào chân nó. Có nhắm không? Không. Tự nó nhảy lên nó cắn thôi. Đâu dẫn đường em nào. À kia phải không? Đấy, mày đội nón kia không? Hả? À, đội nón đeo cái tải đây à? Đi đi đi. Đấy. Chết tiệt. Lên khổ mày, mẹ con nhà mày. Cái gì? Cỏ bay à? Ừ. Cái gì? Đi đâu này? Chị đi cắt cái cây mồng mồng về để tắm cho lợn. Thế thằng Thành nó bị làm sao? Thành nhà chó nó cắn chưa chị cho đi tiêm rồi. Con nào? Con chó to. Con vàng vàng đấy gì? Con đang đi bơi rơm nó nào cắn à? Bây giờ đưa đi đi tiêm rồi gì? Đưa đi tiêm rồi. Phòng dại rồi gì? Phòng dại. Khổ thân mày.
Con đấy là đừng có thịt nó nhá. Ừ. Bìa có xích sật xa ở đấy. Ừ. Cho chăn nó ăn và theo dõi. Ừ. Đấy, xem là nó bị có làm sao không nhá. Ừ. Đấy. Xem nó có bỏ ăn không. Có gì thì gọi em nhá. Ừ. Hộ thân thằng này. Mày đúng rồi. Cái sứt mặt này nó cắn vào mồm. Nó cào sát các kiểu. Này đã rửa sạch cho nó chưa? Chị rửa rồi, nó cứ bắt đầu đi tiêm và nó cứ cạy ra, nó lại chảy máu ấy. Ừ. Đừng có thịt con chó nhá, nhớ nhá, phải theo dõi đấy. Ừ. Chó cắn nó phải theo dõi, nó giờ là phải tiêm đấy nhá. Ừ. Sợ lắm. Thế còn lấy cái lá gì đây? Muồng á? Cầm lên nào. Cái này về làm nào? Về đun đây. Đun đây nó. Ừ. Đun lên để nó. Lau người nó à? Ừ. Thế là chị đã gọi ông bác sĩ thú y lên tiêm chưa? Gọi rồi. Lên rồi thì. Ừ. Thế ông bảo bị làm sao? Ông bảo nó viêm ngoài da. Viêm ngoài da à? Ừ. Thế nó tiêm chưa? Tiêm rồi, tiêm 2 mũi. Tiêm 2 mũi rồi à? Ừ. Một mũi viêm ngoài da, một mũi thuốc bổ. Ừ. Xong ông bảo nó lấy cái lá này. Ừ, ông bảo lấy cái lá này để tắm cho nó. Nó làm kiểu gì? Ông bảo đun lên, muội đi. Có cho gì vào không? Không, cho muối, cho mấy hạt muối vào. Cho mấy hạt muối vào? Ừ. Đun để muội, xong rồi lau nó. Lên. Nó trị cái mụn đấy đi à? Ừ. Tắm vài hôm nó khá khỏi. Ừ. Khả năng là em nghĩ là tí nữa về chị phải điện ông đi kiểm tra lại. Ừ. Nhá. Em thấy cái vết đỏ của nó nhiều hơn cái hôm nọ hôm kia em quay đấy. Ừ. Đỏ hơn nhiều hơn đấy. Ừ. Nên kiểm tra xem là nó như nào. Ừ. Nhá. Ừ. Không phải tiêm một lần xong đâu. Ừ. Nó tùa mới con lợn thì thôi là lại tay trắng lại về không đấy. Thế cắt cái gì đây? Đây có đấy. Mở ra nào. Cắt cỏ đây à? Mấy cây này bò nó ăn không? Ăn hết mà. Ăn hết á? Ừ. Quả chị cắt được bên này và ăn hết. Ừ. Hai mẹ. Thành bê đâu để mẹ bê. Thành bên này. Ăn đi về. Đi. Rồi. Thì con chó là chị phải chăn theo dõi thường xuyên nhé, mà xích nhưng mà đừng có thả nó ra nhé. Ừ. Thành tránh xa nó ra, biết chưa? Đấy là Thành nhưng mà chị có thịt nó à? Hả? Thịt đâu? Để theo dõi đấy. Ừ. Xem là nó như nào đấy. Thằng Thành đi học thêm không? Thành sáng mai chị nhưng mà chị không ra đi. Sáng nay mưa to quá. Mưa to cũng đưa đi. Mưa to chắc cô giáo cho nghỉ chứ. Gọi cho cô giáo nói. Ừ. Mưa to lắm. Sáng nay. Chiều nay nãy từ trưa giờ mưa to vừa mới ngớt tí. Thế mà một giờ chị đã đi cắt rồi hả? Hả? Một giờ chị đã đi rồi hả? Ừ. Mưa đây vẫn đi. Mưa lúc đấy ngớt rồi. Ngớt rồi hả? Ừ. Sao mà không bê hộ mẹ được à? Mỏi á? Tí mà mỏi. Cắt từ đến mình có sợ không? Không, cắt ở trên đồng đi. Hả? Cắt ở trên đồng ngô. Đồng ngô hả? Ừ. Thế là cây này là cây muồng muồng à? Cây muồng muồng. Phải đun nước, sủi. Khỏi, à, đun sủi đây. Cho muối. Cho muối. Để muội trong đến nó rẻ lau à? Ừ. Lau một người đó. Ừ. Tí điện ông lên kiểm tra lại. Ừ. Nhá. Ừ. Không phải tiêm một ông lên một mũi từ lọ à? Tiêm một mũi. Từ hôm kia đấy á? Ừ. Qua lên không? Thì qua không. Hôm nay còn lên không? Không. Thế ông bảo nào? Ông một tiêm 2 mũi này là thôi nhá. Thế á? Ừ. Không thì phải gọi bà gọi ông lên. Ừ. Bà gọi ông kiểm tra cho giúp cho con xem là
nó có đỡ không. Người ta phải tiêm rồi người ta phải có sự quay lại để người ta giám sát để xem nó có khỏi hay không, nó lặng đi hay nó giảm đi thì có phương pháp mà chữa chứ, đúng không? Cái cỏ ở nhà ấy, lấy cái phân bón mạnh lên. Nó tốt lên thì mình không phải đi cắt cỏ ngoài đồng nhiều. Một con bò bao nhiêu cỏ đấy, sau trồng hết ở hai cái bên rẽ cái chỗ đường ấy. Lấy cái cuốc khơi cho cái nước rãnh nó chảy ra ngoài cống ấy. Được chưa? Đỡ trúng nước ở đấy. Trồng được. Chị đang bảo mai kia chị xin hoa mà. Trồng cái gì? Mùa đang rất nhiều gốc cỏ đấy. Trồng vào. Đây này, chỗ này này. Bón mạnh sắp được cắt đến nơi rồi. Chỗ là trống trống hết rồi, hai bên bờ này. Cái kia là thu hót gọn đống lên. Được chưa? Xong mình dùng gì mình dùng. Đấy, chỗ này này. Nhổ sạch cỏ này đi, bón phân vào nó lên này. Cái gà kia là phải mở lên, đừng có úp như thế. Gà con ấy, đừng úp chặt nó kín hơi, được chưa? Cho chấu vào. Cây em lên đẹp đấy. Còn ăn đấy. Đấy, cái con này nó vết đỏ nó nhiều hơn đấy, chỗ đưng rồi à? Chăn nó ăn không? Chăn nó vẫn ăn đó. Chăn cám gión hay cám mấy? Cám gión. Thử mang nắm cho ăn nè. Mang nắm đây. Chăn nước không? Chăn nước. Cho muối vào chứ? Hả? Không phải cho muối á? Ui, từ bà gái. Tôi đang ấy đâu. Đặt xuống. Giời ơi, để nó ngấm nữa chứ. Nó lở ra đấy chứ. Mình cho đun muối vào. Nó thiếu iốt. Bà này. Mình cho muối nó không thiếu iốt, hiểu chưa? Nó lớn được. Cái cán này ngâm phải để ngâm một lúc. Thả vào. Đào đeo lên. Để nó lở ra. Ủa thử ngan lại gian. Thành công với nó mẹ lên. Ngan ăn ngon chưa? Gầy như mõ. Nó dám nhảy cắn thằng Thành. Ăn nó ghê đây. Con đen đen ăn sốc nhỉ? Con dài thì ăn hít. Đen ăn sốc. Lấy cái lá đấy là lau nó thôi nhá. Còn hạn chế tắm nước không nhá. Nhiều bác bảo là bị thủy đậu đấy. Ngừng tắm nước là ok nhưng mà bảo chị ấy. Nhá. Nước lã đừng có tắm. Đúng chưa? Cái kia là đun lên xong rồi làm như thế xong rồi là lấy cái rẻ ấy lau thôi, hiểu chưa?
Ăn ăn đấy. Theo dõi nhưng nhớ tí gọi ông đi kiểm tra đi, xem là nó có đỡ hay không, cần phải tiêm hay không nhá. Nếu mà ông ấy trong nghề ông ấy phát hiện được ngay, cần phải tiêm thì ông ấy tiêm, mà không phải tiêm nữa thì thôi nhá. Có gì gọi cho em thế nhá. Thôi Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video này đây, và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chào các bác và kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bác.